bị đâm hút chết vì rủ người khác ra ngoài nói chuyện giữa đêm khuya. Ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Chi, sinh năm 1990, ở Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa, ra xét xử về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là anh Trần Ánh Hiệp, sinh năm 1987, quê Nam Định. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Chi và chị Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, sống chung một nhà tại khu trọ ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Quá trình sống tại đây, cả hai quen biết anh Trần Ánh Hiệp. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 năm 2020, Chi nhận được điện thoại của anh Hiệp. Qua điện thoại, anh Hiệp bảo Chi và chị Tuyết đến khu vực chợ đêm Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, gặp nhau để nói chuyện về việc chị Tuyết nhờ anh Hiệp xin việc làm hộ. Cho rằng anh Hiệp gọi điện rủ chị Tuyết đi uống rượu vào ban đêm nên Chi không đồng ý đi. Lời qua tiếng lại, Chi và anh Hiệp cãi chửi nhau. Chi bảo anh Hiệp muốn gì thì về phòng trọ nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, anh Hiệp đi về khu trọ gặp Chi. Đến cổng, anh Hiệp gọi Chi ra ngoài nói chuyện nhưng Chi không ra, kiên quyết bảo đối phương vào phòng mình nói chuyện. Do đó, anh Hiệp đã đi về phía phòng Chi. Thời điểm đó, hai bên tiếp tục cãi chửi nhau. Khi vào đến cửa, anh Hiệp dùng tay đấm một cái vào vùng ngực Chi khiến chủ phòng phải lùi lại. Chi thấy đầu giường có con dao gọt hoa quả nên cầm lấy, xông ra đánh nhau với anh Hiệp. Anh Hiệp cũng cầm luôn điếu cày dựng ở góc phòng buộc Chi. Quá trình vật lộn, giằng co nhau, con dao trên tay Chi đã cứa vào vùng cổ anh Hiệp khiến nạn nhân bị thương, chảy máu. Chứng kiến sự việc, chị Tuyết và hàng xóm đã can ngăn, đưa anh Hiệp đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi ra viện, đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, anh Hiệp đến công an xã Đông Mỹ trình báo sự việc. Theo kết luận giám định, anh Hiệp bị tổn hại 31% sức khỏe. Với hành vi nêu trên, Chi bị hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau phiên tòa, Chi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Chi ra xét xử phúc thẩm. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm cho Chi 1 năm tù xuống còn 4 năm tù.